Rồi, là tiếng chào quý vị khán giả nha. Thì bữa nay chiều nay thì ghé tập trên con sông Vĩnh Châu nữa quý vị. Thì ghe này tập hai ghe nữa quý vị. Này ghe bích đang quay về hướng chúng ta nè quý vị ơi. Hơi gõ hơi lắc mờ gì quý vị thông cảm cho tiếng nha. Tại vì buổi chiều màn hình nó không được gì sắc nét á quý vị. Ở đây là hai ghe của bích bích nha quý vị ơi. Hai ghe này của nhà đương kim vô địch là năm 2020 nè quý vị. Đang tập trên con sông Vĩnh Châu của mình nha quý vị ơi. Hai ghe này là hai ghe cũ hoàn toàn luôn quý vị ơi. Còn một ghe mới chắc chùa để ở nhà, sư để ở nhà. Giờ đi cũng ra xa, khá xa nha quý vị. Đây là khán giả quý vị. Khán giả còn rất khá đông quý vị. Rồi quý vị khán giả thì cũng đang ngồi chờ đợi để hai ghe của chùa Quýnh Bích bơi về giờ quý vị ơi. Thì chùa Sẻ Me thì cũng đã kết thúc trận tập tại đây nha quý vị. Thì ghe của chùa Quýnh Bích đang bơi về hướng Củ Cò nha quý vị ơi. Hai ghe bữa nay Quýnh Bích thì cũng đang tập luyện cổ động viên thì cũng tập trung lại hai ghe nha quý vị. Đây là khán giả dạ vẫn còn ở đây nha quý vị ơi. Rồi, ghe hai ghe Quýnh Bích đang bơi hướng từ Củ Cò về Vĩnh Châu đang trong màn hình chúng ta nha quý vị ơi. Hai ghe đang bơi về hướng màn hình chúng ta nha quý vị. Quý vị vào xem nhớ hay thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ theo dõi Tiến để Tiến nhiều ra những cái video về hình thức tập bơi của đuôi ghe ngò trên thị xã Vĩnh Châu cho quý vị xem nhé. Đang quay về hướng chúng ta quý vị ơi. Hai ghe đang đi trong trạng thái là ngang ngang với nhau, song song với nhau quý vị ơi. Chưa ai hơn ai nha quý vị. Ghe mới thì đã vượt qua bên ghe cũ rồi quý vị ơi. Ghe mới trong tình trạng hết cố gắng hết sức. Ghe mới đi gắt là lướt nha quý vị. Quý vị ơi, ghe mới đi gắt lướt quý vị ơi. Anh em ghe mới gắt là điện nha quý vị. Rồi thì trong tình trạng thì đã tới mục đích rồi thì các con viên đang quay đầu ghe lại. Khán giả còn khá là đông nha quý vị. Rồi khán giả chuẩn bị về lần lần hết đó quý vị ơi. Mới có một lần sao khán giả muốn đi về hết đó quý vị ơi. Không biết tại sao là bữa nay ghe của Bích chỉ tập có nhiêu đây thôi. Không biết bữa nay Quýnh Bích tập tới mấy giờ nghe quý vị ơi. Thì hồi nãy Tiến có live trực tiếp bên trang trực tiếp của Tiến đó thì cũng có quay bên chùa Sẻ Me đó quý vị. Để ghe lại thì Tiến quay ghe cho quý vị xem nha. Chuyến đi bạn chuyến quay ghe cho quý vị xem cái gì ơi. Con năm nổi chối chân ra đó không?
Bên đây là bên cổ động viên khán giả của chủ Bích Nghĩa gì? Khán giả và fan của Bích Nghĩa gì? Nhà này đang cố gắng để hỗ trợ bên cổ động viên của Bích. Đây là anh em có đông viên bên chùa Bích Bích nghe quý vị. Rồi sau là bên cổ động viên của Bích Bích luôn, mà hồi nãy cũng hai ra bơi thì thử thách nhau, thì bên kia đã vượt cái này rất là xa. Nói gì? Anh em đang uống nước xong rồi ra bắt đầu tập thêm lần thứ hai nữa quý vị ạ. Thì bên nào thì chưa đủ cổ động viên thì bên đó thêm người cái gì ơi. Anh cổ động viên này thì anh đang mặc màu áo là cam, trên áo thì để là đội ngôi chùa xâm kê cái gì. Ngon. Đâu
Tiếp tục thêm một cuộc hành trình tập tặng lần thứ hai nha quý vị, dẫn trên con sông Vĩnh Châu mình nha. Nước vô cũng sắp đầy xong rồi quý vị. Thì đang cho cổ động viên xuống cho hai ghe cho nó đầy đủ nha quý vị. Quý vị nào có xem trên kênh của Tiếng Tâm Bao Vlog á, thì hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh để kênh có nhiều động lực để ra những video hay cho quý vị xem nha quý vị. Và đăng ký kênh này sẵn cho Tiếng thêm một like luôn quý vị ơi. Anh em nào thì mến Tiếng thì bình luận chia sẻ trên kênh nha quý vị ơi, không có sao hết, thì ai bình luận thì Tiếng sẽ trả lời hết nha quý vị. Thì ngày mai chiều 2 giờ khoảng tầm 1 mấy 2 giờ thì Tiếng sẽ đi dân bông chùa của Sứ Men nha quý vị ơi. Hẹn quý vị sau ngày mai 2 giờ nha quý vị. Đây là mũi ghe nha quý vị ơi. Thì ghe này thì hồi năm 2020 thì lấy hạng 3 nha quý vị. Hạng 3 đem về cho thị xã Vĩnh Châu nha quý vị ơi. Anh em có đi bên kia này thì đang lấy sức. Bên kia này thì để cho cổ động viên mới nha quý vị. Còn ghe bên đây thì để cho cổ động viên cũ. Thì chùa cũng đã phân tích ra mới và cũ để tập luyện cho nó đồng điều quý vị. Đã dính cái cây quý vị. Quý vị nào chưa đăng ký kênh cho Tiếng thì hãy giúp Tiếng cho Tiếng xin một lượt đăng ký nha quý vị ơi. Bấm vào màn hình ở dưới phía dưới có chữ đăng ký đó quý vị bấm vô đăng ký, bấm vào cái chuông nha quý vị ơi. Để mỗi lần Tiếng phát trực tiếp thì còn video thông báo cho quý vị để quý vị xem. Ghe bên này có trọng tài, ghe bên kia không có trọng tài quý vị ơi. Thank you.
Này cũng tối rồi quý vị ơi, thì mà màn hình nó cũng không mấy gì được rõ đó. Thì hai ghe của chùa Bích đang bơi về hướng chúng ta nghe quý vị. Hai ghe này đang tập bơi, chắc dòng này nữa là dòng cuối rồi quý vị ơi. Ghe đi khá là lướt nha quý vị. Tốc độ quá dữ dội quý vị ơi. Giờ này mới tới đây anh em buông dòng hết rồi quý vị ơi. Còn ghe kia đi phía sau nghe quý vị. Hồi nãy thì có thử thách hai ghe bơi để thử tốc độ coi bên cổ động viên nào mạnh hơn. Thì hết một lần đầu rồi quý vị ơi, thì sau này thì em tính đâu là thì cổ động viên cũng sẽ thử thách lại thêm một lần nữa. Nhưng không ngờ lại chiếc này bơi về trước rồi quý vị ơi. Thì từ giờ tiếng đang ngồi đợi kết quả để quay để cho quý vị xem. Mà cuối cuộc thì ghe này nó về trước rồi. Để một hồi Tiến cũng gắng cố nén lại để quay cái ghe sau luôn quý vị ơi. Trời cũng đã tối nha quý vị. Cổ động viên cũng vẫn còn lại ghe quý vị ơi. Đó, em nghe tiếng còi hình như là phía sau chúng ta quý vị ơi. Để em quay lại phía sau để quay cái ghe kia cho quý vị xem nha. Tiếng còi còn hơi xa quá quý vị ơi. Tiếng còi cũng vẫn còn hơi sang quý vị. Trời này cũng chiều cũng tối rồi quý vị ơi. Giờ này cũng 5 giờ rưỡi nghe quý vị. Trời cũng tối rồi. Nên chất lượng ảnh nó không được sáng quý vị cũng thông cảm cho Tiến nha. Em nghe tiếng còi cũng cũng gần gần được chúng ta đó quý vị ơi. Để Tiến phóng gần lại cho quý vị xem cho nó rõ. Chiếc ghe cho đang đậu trước màn hình của chúng ta đó là ghe của Xẻo Me nghe quý vị. Rồi các anh em cổ động viên đang dần tới chúng ta quý vị ơi. Đường dầm rất là đều nghe quý vị. Đi khá là nhanh nghe quý vị. Đi như tên bắn nghe quý vị. Khá là nhanh quý vị ơi. Rồi thì Tiến xin phép cũng kết thúc clip đây nghe quý vị. Chúc quý vị buổi tối xem clip của Tiến 83 Vlog vui vẻ nha. Thì thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp Tiến nha quý vị ơi. Để Tiến phát trực tiếp những cái video tiếp theo á, thì quý vị bấm vào đăng ký kênh của Tiến, xong rồi quý vị bấm vào cái chuông á quý vị ơi. Cái thông báo á thì Tiến có like trực tiếp thì bên YouTube nó sẽ thông báo cho quý vị nha. Để quý vị vô xem để ủng hộ cho Tiến. Tiến cảm ơn rất là nhiều nha quý vị. Rồi bắt đầu Tiến kết thúc quý vị ơi.